Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường tỉnh ủy Vĩnh Long, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và gần 300 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội. Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng mục tiêu chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đại biểu khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hay trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái chương trình mà tôi cho rằng ấn tượng nhất đó là xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong một nhiệm kỳ mà đối với tỉnh của mình, một cái tỉnh thuần nông nghiệp mà mình huy động để xây dựng được hơn 6.000 căn nhà đại đoàn kết để cho người dân có an cư mới lạc nghiệp. Vai trò của Mặt trận làm được cái điều đó là bản thân chúng tôi rất là hạnh phúc với cái điều đó. Và cũng mong rằng đó cái nhiệm kỳ tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát huy để xóa nhiều cái căn nhà tạm cũng như là làm cho người dân của mình có cái cuộc sống tốt hơn. Mặt trận Tổ quốc vừa qua thì nói chung thì rất nhiều việc, mà trong đó một cái vấn đề lớn nhất là vấn đề chăm lo đời sống cho người nghèo và nhân dân lao động. Đây là một điều rất đặc biệt. Và tôi cũng tin tưởng rằng trong cái nhiệm kỳ tới này, như rằng sự đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc thành một khối thống nhất, cùng chung nhau chúng ta chăm sóc rồi ổn định sức khỏe cho người dân và những đặc biệt là đối với nhân dân lao động nghèo, thúc đẩy kinh tế cho phát triển. Trong nhiều cuộc vận động vừa qua của Mặt trận tỉnh vận động thì nổi bật và nổi trội nhất mà chúng ta dễ cảm nhận và nhìn thấy đó là cái phong trào vận động toàn dân cùng nhau chung sức chung lòng để xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi mong mỏi rằng cái chương trình xây dựng nông thôn mới càng đẩy mạnh hơn nữa để dùng nông thôn chuyển biến một cách mạnh mẽ và tích cực. Bên cạnh thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 và góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận, làm rõ thêm kết quả công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua. Thảo luận giải pháp để triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá, 7 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn mới. Đoàn đại biểu của huyện Mang Thít rất là quan tâm đến cái nội dung về xác định cái chương trình hành động số 6 trong nhiệm kỳ, đó là xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong nhiệm kỳ mới thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh sẽ có những định hướng, có những hướng dẫn, quyết tâm để chúng ta thực hiện xây dựng các cái khu dân cư trên địa bàn của tỉnh đạt theo cái tiêu chí để chúng ta xây dựng cái các khu dân cư trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển văn minh và đổi mới. Tại đại hội, đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Và ngày mai, đại hội bước vào ngày làm việc thứ hai. Trong phiên làm việc trọng thể này, thì Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2 bắt đầu từ 7:30. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.